Cho cốt cố nghệ sĩ Chí Tài đã an vị tại nghĩa trang Holy Sepulchre Cemetery. Em đã đến nơi chốn bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa và mẹ Maria, là dòng thông tin ông Chí Thiện, anh trai cố nhạc sĩ Chí Tài, vừa thông báo trên Facebook về việc an vị cho cốt cố nghệ sĩ tại nghĩa trang ở Mỹ. Anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài thông tin gia đình cùng bạn bè thân hữu đã tham dự buổi thực hiện nghi thức làm phép và an vị cho cốt của cố nghệ sĩ Chí Tài tại nghĩa trang Holy Sepulchre Cemetery Mỹ lúc 11 giờ sáng ngày 22 tháng 12. Ca sĩ Phương Loan không giấu được sự xúc động trong suốt quá trình thực hiện nghi thức an vị. Chị chính là người đã đặt hũ cho cốt của chồng vào nơi an vị. Người thân, bạn bè lần lượt chạm tay vào hũ cho cốt như lời chào tạm biệt cố nghệ sĩ Chí Tài về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Chí Thiện cũng đã chia sẻ album ảnh toàn bộ quá trình lễ an vị của em trai lên Facebook để thông tin đến khán giả ái mộ cố nghệ sĩ Chí Tài rằng anh đã được về chốn bình yên. Nhiều khán giả đã bình luận cầu chúc cố nghệ sĩ Chí Tài về với vòng tay của Chúa, chúc ca sĩ Phương Loan sớm vượt qua mất mát quá lớn này. Trước đó, ông Chí Thiện cũng thông tin ngưng tiếp nhận quỹ từ thiện Chí Tài. Gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phương Loan xin trân trọng thông báo quỹ từ thiện Chí Tài xin được phép đóng lại kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 vì tang lễ đã hoàn tất. Tất cả các quảng cáo gây quỹ có tên nghệ sĩ Chí Tài trên mạng truyền thông đều không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Xin quý vị lưu ý. Xin cảm ơn.